con tôi nó bị bệnh đau. Đối với những người đứa như vậy, người ta rất là không có chăm chú tới nó. Nhưng mà đối với cô Loan thì khác. Tôi cũng rất là trân trọng mấy phụ huynh của tôi. Vì khi sinh ra một đứa con mà không có may mắn như vậy thì phải hy sinh cho con rất là nhiều. Cái hôm đó là cũng một buổi chiều trời mưa, thì có một người phụ nữ dẫn một đứa con đứng chờ ngoài cổng của câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, cách tầm cũng xa. Chờ cho đến khi tôi chào lớp thì người mẹ mới dẫn đứa con vào với mục đích là xin cho con học Aikido. Thì khi vào tôi mới nhìn thấy đứa trẻ bị đau, thì tôi buộc lòng phải từ chối thì không có tiền nhận. Nhưng mà khi tôi từ chối rồi thì đêm về tôi lại không ngủ được, bởi vì tôi nhìn hình ảnh một đứa trẻ khoảng tầm 15-16 tuổi với hai dòng nước mắt lăn xuống má. Thế là tôi quyết định tìm lãnh đạo để tôi xin cho tôi được thể nghiệm dạy cái đối tượng này. Tôi hy vọng rằng Aikido sẽ giúp được cho các em. Tôi đã đưa con tôi đi vô học trong đại học Văn Lang môn thiết kế đồ họa, và bây giờ nó đã đạt được cái chứng chỉ của thiết kế đồ họa của trường đại học Văn Lang. Cổ cũng đưa con tôi đi học về đàn để cho nó tiến bộ thêm, trong khi là con tôi cũng đạt được một gần. Con tôi rất là tiến bộ nhiều. Cái môi trường phải nói là nó rất là quan trọng, không phải là trẻ mà thiểu năng không, mà bây giờ trẻ em bình thường cũng vậy. Vì người ta thấy là các em chả làm được cái gì hết, thế là người ta không quan tâm. Bây giờ cô cũng lớn tuổi rồi, cái quỹ thời gian của cô cũng không còn bao nhiêu nữa. Mà nếu mà có được những cái hàng của các em bên dưới nó kế thừa thì cái việc mình làm 10 năm nay nó sẽ không mai một. Thì thấy cô Loan già mà mình muốn giúp đỡ mấy bé thì thấy vậy mình ở lại giúp đỡ cô Loan. Nói chung ai cũng phải mơ ước, mà cái mơ ước của tôi thì hơi nhiều, mà nghĩ rằng mình cứ mơ ước đi, mình làm được tới đâu thì tùy duyên nó sẽ đi làm được tới đó. Cái ước mơ lớn nhất của tôi dành cho các em là tôi muốn cho các em được hòa nhập vào cộng đồng. Tôi muốn cho các em có thể là có một cái nghề nghiệp, một cái chân đứng trong xã hội.
là dễ thương và cô thật sự là xúc động và rất là vui khi mà đã giúp cho các em có được một cái tình cảm giữa thầy cô, gia đình, cha mẹ hay là trong đây lớp này thì cũng như là anh chị em với nhau. Các em nó rất là chia sẻ. Bạn lớn thì sẽ dìu bạn nhỏ, bạn cũ thì sẽ giúp bạn mới. Hy vọng rằng sắp tới đây thì cộng đồng chung của xã hội sẽ có nhiều người quan tâm và nhiều người đến để chúng ta cùng chia sẻ. Và cái việc tôi làm thì nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa để giúp cho các em càng ngày càng phát triển.